các bạn đến với kênh của mình. Thì mình quay xe thằng nào lên dốc cho mọi người. Nhiều người cho nó cá không này. Đi đảo mì, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình. Đường này đi lấy đi lấy mì lên núi này, đường này toàn là đá không này. Đây mì lên núi mọi người. Đây chia sẻ sau hàng ngày. Xem nông dân. Đây rải này lên núi này. Xe công nông xuống đèo với các bạn. Chở mì, xe chở mì chuẩn bị xuống đèo rồi.
mày chuẩn bị xuống đèo dốc lắm chỗ đây này. Thì lấy mì trên núi là rất khó lắm, cho đường đi đi này này toàn là đá không. Đây là nghiêng nữa. Nè, đường này, đường len này, quay cho mọi người xem này. Nè, đường xuống rồi này. Đây, xe con nông người ta đi trước này này. Chậu mì mì khô này. Đây, xuống dốc.